những cải tiến đáng giá cho phiên bản cập nhật. Có một tính năng ngoài đời thực được bê ngay vào trong Family, đó là khi các bạn xới đất nhưng các bạn lại để qua ngày mà các bạn không gieo hạt trồng cây, thì cái lần login tiếp theo vào trong ngày mới của bạn thì 70% số đất của các bạn có thể sẽ bị hoang hóa, tức là sẽ bị trở lại làm mảnh đất xanh trồng cây. Lý do rất đơn giản cho câu chuyện này, nó giống như thực tế vậy. Khi mà các bạn sử dụng, khi mà các bạn xới đất ấy, thì một thời gian các bạn không trồng, các bạn không chăm sóc cho đất ấy, thì cỏ dại nó sẽ mọc lên, nó sẽ hoang hóa trở lại. Và trong Farmy chúng ta cũng sẽ có cái hình thức tương tự như vậy. Thì đây là một cái điểm đáng chú ý mà các gamer cần phải cân nhắc. Tuấn Lê, CPO Farmy, đưa tin.